Đã yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
cùng chăm sóc cho mái nhà chung của chúng ta, đó là cánh rừng thân yêu này. Dạ dạ dạ, thay mặt muôn thú xin cảm ơn sự quan tâm của đức vua và hoàng hậu, kính chúc đức vua và hoàng hậu luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Cảm ơn, cảm ơn tất cả các bạn. Nào, còn bây giờ thì chúng ta hãy chung vui ngày hội của môn thôi. Nó chỉ là con mèo thôi mà. Ta không phải con mèo, ta là con cọp. Xí, mày là con cọp, sao mày kêu mèo? Ta kêu lộn, giờ ta kêu lại. Làm gì thấy ghê à? Có. Hỡi muôn dân, ta là hổ thọ, là chúa của các người, ta đã trở về. Hãy mau mau xuống đón mừng, đón chúa Sơn Lâm đã về. Khắp chốn thế gian, ta nào ai sanh bằng, từ đỉnh núi cao cao cho đến khu rừng già. Nào có biết hay chăng, ta hiện thân sức mạnh, chúa Sơn Lâm đã về. Sao mày cứ kêu cọp cọp hoài vậy chứ hả? Tao sợ người ta không biết. Đúng không? Tao ra đây tao mới kêu vậy, người ta mới biết tao là con cọp à. Còn mày, mày là con gì? Ta là con khỉ. Trời, thấy nó ngu dễ sợ không? Con khỉ mà ra khẹt khẹt khẹt, ai biết mày là con khỉ? Mày phải kêu là khỉ khỉ khỉ. Ủa? Khỉ khỉ khỉ. À, cọp, cọp. Đứng lại con cọp què kia. Hãy mau quỳ xuống tạ tội chúa Sơn Lâm. Nếu không, ngươi sẽ phải trả một giá thật đắt. Ta mới chính là chúa Sơn Lâm. Miệng lại. Cái con cọp xí cà 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 cà. Xí cà lâm. Cà lâm là tao. Ủa? Còn mày là xí cà 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 cà. Xí cà que. Cà chớm. Cà chéo. Hả? Cà tô mát. Hả? Cà phê. Hả? Mày không xứng. Xứng đôi. Xứng đáng. Mày không xứng đáng là chúa Tể Sơn Lâm. Chỉ có sư tử mới xứng đáng thôi. Ta đừng ở đâu ta tới đây ta giành giật. Ta biến ra khỏi khu rừng này. Đúng không? Ta nói hết rồi, mày nói chi nữa. Yeah. Thank you. What? Cái con cọp xí cà que kia, mày ở đâu đến đây? Dám hủ láo phạm thượng, chúa Sơn Lâm của ta sẽ dạy cho mày một bài học thế nào là để được. Ý mày là con gì thế? Gấu mẹ vĩ đại. Mày là gấu mẹ à? Nhờ mày nói tao mới biết chứ nãy giờ tao tưởng thùng vào hắt không à. Không có sợ. Không sợ thôi, làm gì dữ vậy? Bạn, cảm ơn bạn nha. Nãy giờ bạn cho mình dựa đó. Bạn ơi, bạn là con gì vậy? À biết rồi, bạn là con cú. Trời ạ. Cú sao không có cánh mà sao nghe nó cứ. Hồi nãy giờ mày giữa tao mà mày không thấy ngứa cái lưng mày ha?